cốc điện tự động, siêu tiện ích không thể bỏ qua. Được trang bị trên Toyota Camry 2020 với đầy đủ đặc tính nổi bật, tích hợp chìa khóa bấm, tích hợp nút bấm ở cốp, chờ dưới vô lăng, chống kẹt trong quá trình đóng cốp, đóng mở cốp nhẹ nhàng, mang lại sự an toàn, bảo đảm sự bền bỉ. Trải nghiệm tiện nghi, cực kỳ dễ sử dụng với option đá cốp cực kỳ tiện ích,